Xin chào quý vị khán giả nha. Hôm nay tiếp tục thì tôi sẽ review cho các bác chị một xem một con Paloma phun chức năng mặt men. Con này là mã số là 360 VKL, sản xuất tháng 1 năm 2017. Này, cô bác xem ngoại hình của con bếp ga này. Không cắn mốt, hơi có chày xước nè, hơi chày mặt sau cái góc này tí nữa. Đấy, có chày xước nên là tôi không sơn phết lại nha mọi người, tôi để y như rin vậy đó. Anh em nào theo dõi mua thì hãy coi kỹ. Còn cái này á, không, tôi không sơn phết thôi, chứ cái này xịt nhẹ lên là không thấy, kệ không sao. Mặt nó rất là đẹp, mặt trước nó rất là đẹp, không có mốt, không chày xước nè. Hàng còn rất là ok nha các bác. Còn rất là long lanh. Tiếp theo đó là cho cô bác anh chị mình xem nội thất mấy bên trong nó nè. Hàng đẹp, quá đẹp luôn, quá mới luôn. Ok nha quý vị, rất là sáng, rất là đẹp. Bản này là bản full chức năng đời Paloma mặt men. Sau đó thì tôi sẽ gắn các thiết bị gắn ga thử lửa, test bếp các chức năng hoạt động của bếp cho cô bác anh chị mình theo dõi nha. Ok nha các bác chị. Con này là full chức năng, lò nướng nó là hai tầng lửa nha. Đấy, lò nướng cho cô gì mình xem lò nướng này. Nó là hai tầng lửa. Rồi bếp đã lên đủ thì tôi trước tiên thì tôi tới tới cho cô bác anh chị mình xem cái chức năng của nó nha. Trước tiên là tôi thử cái hẹn giờ nè, hẹn giờ của lò nướng nè. Cái này là một đồng hồ là hẹn giờ tất cả là ba bếp nha cô bác anh chị. Hai bếp trên và một lò nướng. Cái đèn nó ở giữa nút dưới á là cái lò nướng. Đấy, mình muốn lên xuống này thì mình điều chỉnh theo cái này, là cái số này là số phút. Đó, bây giờ trước tiên là tôi test một phút cho cô bác anh chị mình xem cái hoạt động của nó. Và để đỡ tốn thời gian thì tôi trước tiên test cái hẹn giờ và tôi sẽ test luôn cái thủ lửa, tắt lửa cho bác mừng coi nè.
Và cũng xin giới thiệu thêm là cái chức năng của nó, khi nào mà gió thổi tắt lửa hoặc nước tràn nước vào hay là tự tắt thì nó sẽ tự cúp ga nha cô bác. Đấy, nó là tự cúp ga đây nè, sau thời gian khoảng 10 giây thì nó sẽ cúp ga. Ok, hoạt động tốt nha. Tiếp tục lò nướng nó đã hết giờ rồi, lò nướng nó đã hẹn giờ ok rồi, hoạt động tốt. Tiếp tục thì tới tôi hẹn giờ con bếp bên này, hẹn giờ con bếp bên này đi. Đấy, hẹn giờ bếp bên này thì mình sẽ bấm cái đèn, con bếp bên nào thì mình bấm đèn con bên đó ngay chỗ cái đồng hồ này nha. Đấy, mình bấm qua giờ đang nằm nè, mình muốn bấm hẹn giờ thì bao nhiêu nè, bao nhiêu phút thì mình sẽ bấm nó lên. Và tôi sẽ bấm hẹn giờ 1 phút cho cô bác mình coi cái chức năng nó hoạt động coi ok không. Và đang hẹn giờ con bếp này thì tôi sẽ làm tắt bếp bên này cho quý vị mình coi thử cái chức năng bên này nó còn ok không nha. Cái này là nó đã cúp ga nha mọi người, nó hoạt động rất là an toàn. Bếp ga nục, cái này là chức năng hẹn giờ đã xong rồi nha, rồi hoạt động tốt. Rồi tới hẹn giờ bếp bên này, và cũng như giới thiệu thêm cho cô bác anh chị mình biết nha, cái bếp ga nội địa Nhật lúc nào nó cũng có cái lò nướng, mà riêng con bếp phun chức năng hẹn giờ cả ba bếp, và nó hai bếp và một cái lò nướng, và lò nướng nó là 2 tầng lửa nha cô bác. Cái con này là nó 2 tầng lửa, lò nướng rất là ok, nó như nồi chiên không dầu. Và cũng như tới giới thiệu thêm là bếp ga mà nội địa Nhật á, nó rất là tiết kiệm ga, tiết kiệm lên tới khoảng 30%, 25 đến 30% ga nha, so với bếp ga thông thường của Việt Nam. Rất là an toàn cho mọi nhà. Khi nào mà gió thổi tắt, đó hẹn giờ xong nha. Ok, tất cả các tính năng hoạt động rất là ok luôn. Và con này đúng ra thì tôi bán có cái giá là 4,4 triệu, nhưng mà nó có hơi chày xước nhẹ, thì cô bác anh chị mình theo dõi thì thấy vết chày nè. Tôi sẽ bán con này là 4,200,000, 4,2 triệu nha cô bác. Và cũng xin giới thiệu thêm với mọi người, em xin giới thiệu cửa hàng của em tại đường Thân Nhân Trung, tổ 18, khu phố 4C, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và hẹn lại gặp lại cô bác video lần sau.